À, dạ em xin chào cả nhà nhé. Ngày hôm nay tại video clip này thì em dành riêng video clip để báo giá cho các bác những dòng vật tư phân thuốc. Và chi tiết thêm đó chính là giới thiệu các bác bộ sản phẩm tưới hoa lan hiện tại nhà em đang cung cấp ra ngoài thị trường. Và cái thời tiết mùa hè thì cũng sắp tới rồi. Và thời tiết nắng nóng dẫn cho tình trạng cây khô héo bao giờ cũng làm cho chúng ta lo lắng đúng không ạ? Và làm sao để tưới cây cho nó đơn giản, dễ dàng và tiện ích nhất, cũng như là mình tưới cây cho nó đều nhất. Đó chính là việc sử dụng một cái bộ sản phẩm tưới lan tiện ích. Nó là một điều rất là hữu ích cho mọi người. Và đây là bộ sản phẩm trước mặt các bác. Đó chính là bộ sản phẩm tưới lan tiện ích, được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang vác sử dụng hàng ngày. Cái này thì ngoài việc tưới lan thì ngoài tưới các cây cảnh cũng như những cây bonsai hoặc là tưới phân thuốc, nó rất là đơn giản, dễ dàng. Và em đi chi tiết cho các bác thêm về những cái linh kiện cũng như là chế độ bảo hành đối với bộ máy tưới lan này nhé. Ngoài thị trường thì người ta có rất là nhiều mức giá, đặc biệt hơn là cái độ chế độ bảo hành đôi khi thì nó sẽ không được tốt. Người ta mua những cái hàng điện tử thì thường là cái chế độ bảo hành nó là một trong những cái để các bác đánh giá những cái tiêu chí cân nhắc nên mua hay không. Thì nhà em hiện tại với những chế độ như sau và bộ sản phẩm gồm những linh kiện gì. Trước mặt các bác là bộ sản phẩm này, sử dụng bảng điện này. Trên bảng điện nó sẽ có hai bộ phận, đó chính là cục đổi nguồn, là cục đổi cái nguồn điện của mình sang cái nguồn điện để cho nó an toàn. Thứ hai là cục motor hay là cục bơm. Cái cục motor, cục bơm nước này dùng để đẩy nước. Có một dây dẫn, dây hút nước này. Dây hút nước này chỉ dài 1m3 đến 1m5 thôi, tiêu chuẩn của nó thế. Còn cái dây dẫn nước, hiện tại cái bộ cơ bản của nó là 10m dây. Cái bộ chung của nó là 10m dây. Ngoài ra các bác muốn đặt thêm bộ 15m dây hay 20m dây thì nhà em vẫn tải được nhé. Vẫn tải được. Và giá cộng thêm là 10.000 đồng 1m dây. Tất cả những mặt hàng này thì nhà em có linh kiện rời. Trong quá trình sử dụng lâu năm, các bác có muốn thay thế hoặc là mua thêm thì bên em vẫn bán các linh kiện rời để cho mọi người. Và cái cần tưới lan là cần tưới lan như thế nào? Sử dụng cái khóa đồng này, khóa đồng để tắt bật. Và đặc biệt hơn là cái cần inox này nó rất là bền, kéo ra có thể kéo dài đến 3m để tưới những dòng cây cao. Và thu gọn nhỏ chỉ có 70cm thôi, rất là nhỏ gọn đấy. Bộ sản phẩm sử dụng cái bát tưới lan là bát màu hồng. Bát này là bát 8 lỗ, tưới rất là tơi cây và không bị táp lá táp cây. Ngoài ra thì được tặng kèm thêm, đây là bát tặng kèm, đó chính là một cái bát màu trắng. Loại này thì tưới nó nhỏ nhẹ, dùng để cho mọi người tưới phân bón. Nó sẽ tiết kiệm được hơn cho các bác cái dòng phân bón của mình. Và dây hút nước thì có sử dụng, đó chính là cái đầu lọc rác. Đầu lọc rác này có tác dụng là loại bỏ những cái vật cản khi hút nước vào, nó không bị ảnh hưởng vào cái bơm này này. Đó, hút nước vào bơm và đẩy nước ra, tưới lên cây. Và cái này thì tất nhiên là mọi độ tuổi, kể cả các bác tuổi già, những bác mà có tuổi ấy, thì mình sử dụng cũng an toàn và dễ sử dụng lắm. Chỉ việc cắm cái nguồn điện vào cái nguồn điện 220V của mình thôi. Và nhiều bác thì cứ lo lắng là cách sử dụng như thế nào, thì chỉ lắp hết cho mọi người rồi về chỉ việc cắm và xài thôi ạ. Đơn giản, dễ sử dụng luôn. Và đặc biệt hơn là chế độ bảo hành. Bảo hành thì bình thường là chỉ bảo hành cục motor thôi. Nhưng do thời điểm trước thì em thấy là qua quá trình sử dụng thì nhiều khách hàng ấy, có thể là do trong quá trình người ta sử dụng người ta không cẩn thận để nước dây vào hoặc là lý do gì đó, cái cục motor này, cái cục đổi nguồn này nó bị hư hỏng. Nhưng tuy nhiên cái cục đổi nguồn này trước đây là không có chế độ bảo hành đâu. Và các bác khi muốn hư hỏng thì các bác phải sửa chữa thay thế mới thì nó khá là tốn kém. Đây là đợt này nhà em đã báo bên nhà cung cấp sử dụng cục đổi nguồn với chất lượng tốt hơn và có cả chế độ bảo hành hơn, nên cái giá bộ sản phẩm sẽ có một chút thay đổi nhé, các bác lưu ý nhé. Cục đổi nguồn sẽ được bảo hành trong vòng 1 tháng. Và cái cục motor này vẫn được bảo hành trong vòng 3 tháng kể từ ngày các bác mua. Các bác mua ngày nào bên em lưu trên hệ thống máy tính ngày đó, nên trong quá trình sử dụng các bác có vấn đề gì cứ gọi điện cho bên shop bên em. Bên em sẽ hướng dẫn cũng như là nhờ nhân viên kỹ thuật của bên công ty sẽ gọi điện cho khách hàng để xử lý một cách dễ dàng nhất. Và giá em xin báo một lần nữa là 480.000 một bộ máy tưới lan, đầy đủ các linh kiện. Bộ sản phẩm quy định là 10m dây. Các bác mua cái bộ sản phẩm 15m dây vui lòng cộng thêm cho em 50.000. 20m dây vui lòng cộng thêm cho em là 100.000. Tại vì em bán lẻ dây là 10.000 đồng 1m. Các bác có thể mua linh kiện rời cũng như là mua dây rời cũng được. Nhà em đều bán hết nhé.
Và sau đây thì em xin báo giá đến các bác những dòng phân thuốc dành cho hoa lan. Đây thì em xin phép giới thiệu các bác cái bộ sản phẩm phân bón dành cho hoa lan nhé, đầy đủ chủng loại các dòng hoa phân thuốc và xin báo giá chi tiết từng loại như sau. Hùng Nguyễn ạ, chế phẩm Hùng Nguyễn là 25.000 đồng một lọ. Sản phẩm B1 có rất là nhiều loại, B1 thường 20.000 lọ nhỏ 100ml. Tiếp theo là B1 Thái loại nhỏ 100ml là 40.000. Còn các bác muốn sử dụng nhiều hơn có thể sử dụng sang cái dòng 1 lít này, 150 này. Loại này dôi và rẻ hơn rất là nhiều. B1 Mỹ, có dòng B1 Mỹ loại 100ml là 40.000. Còn B1 Mỹ cái loại to là 50.000. Exotic của Thái ạ, sản phẩm kích rễ của Thái cực mạnh 70.000 đồng một lọ. Super B1 Super Root vitamin B1 40.000 đồng một lọ. Kích rễ thì có cả sản phẩm N3M, sản phẩm kích rễ của Việt Nam, kích rễ cực mạnh 25.000 đồng một lọ. Tiếp theo đến dòng Nano. Nano em có Nano Đồng này. Nano Đồng có một hãng này, hãng thứ hai này, và có là 35.000. Có cả Nano Bạc Đồng là 35.000. Cái này là kết hợp cả bạc cả đồng. Còn Nano Bạc thì có sản phẩm của Hùng Nguyễn, Nano Bạc Hùng Nguyễn là 35.000. Lọ nó giống Hùng Nguyễn nhưng đây là Nano Bạc nhé. Còn đây Nano Bạc, cái này cũng 35.000 một lọ. Sison tốt rễ đẻ nhánh 30.000. Ogrow Home bung rễ bật mầm cũng 30.000. AC Root tốt rễ đẻ nhánh cũng 30.000. Power Fit mập mầm to hoa dày cánh 30.000. Sang bên đây đó là phân bón lá Terasort Foria, cái dòng này thuộc dòng siêu to lá, siêu to lá 30.000 một lọ. Phân tan chậm thông minh dòng cho cây trưởng thành là 30.000. Dòng cho cây con 310808 cũng 30.000. Tiếp theo là Ami Green. Ami Green là dòng tốt rễ bật mầm xanh lá. Cái này là thuốc chống sốc cho hoa lan nhé. Ami Green vừa chống sốc cho cây cảnh vừa kích rễ. Sản phẩm này 45.000. VK Humat 45.000 đồng một lọ. Mập thân dày lá vọt đọt. VK Humat là cái này mập thân này, dày thân. Tiếp theo đến sản phẩm thối nhũn. Thối nhũn thì em có cái Phi San. Phi San là 60.000 đồng một lọ. Đây là Phi San dạng lọ nhé. Còn có thể sử dụng cái Ngọc Linh chống thối nhũn. Cái loại Ngọc Linh chống thối nhũn thì cái loại này là loại 12 giờ này. Đây cái loại 12 giờ này 120.000 một lọ. Còn đây là cái kích rễ của Ngọc Linh, loại này là 85.000 đồng một lọ. Super Thai. Super Thai có 3 loại. Loại của Thái Lan, loại này 50ml 100.000. Loại của Mỹ tốt hơn, loại này 60ml 230.000. Và một loại của Mỹ nhưng mà loại to hơn, loại này 120ml cơ. Nó gấp đôi cái dung lượng của cái loại này. Và là giá là 330, loại này dôi hơn. Kích hoa của Thái là 70.000 một lọ. Đề Camon 65.000 đồng một lọ. Các dòng phân bón lá 30-10-10 của Growmore 30.000. 30-10-10 30.000. Nợ 20 đều cũng 30.000. Và có loại 6-30-30 thì hiện tại 6-30-30 nhà em đang sử dụng cái sản phẩm của thầy Tám Ngọc. Phân bón lá hỗn hợp NPK, loại này 35.000 đồng một lọ. À 30.000 đồng một lọ nhé. Loại này 30.000 đồng một lọ. 6-30-30. Litosen 40.000 đồng một lọ. Litosen có tác dụng là kích thích sinh trưởng trên cây trồng nhé. Thuốc điều hòa sinh trưởng. Cái Litosen này, thuốc điều hòa sinh trưởng. Diệt bả sen, có cái dòng bả sen của Thái ấy. Bả sen của Thái 25.000. Cái dòng này là dòng bả Thái. Tiếp nữa, diệt kiến thì có cái Fenona. Dạng lọ này là 100.000. Diệt kiến này, muỗi, dán. Cái dòng này rất là an toàn. Cái này người ta còn phun diệt muỗi ở nhà mình ấy. Cái Fenona này, theo em tham khảo thế. Có thể Fendon, Fendona.
Cái loại này cũng là một loại nữa nhưng mà nó là khác cái hãng này, cũng là diệt kiến muỗi nhưng cái này rẻ hơn, có 25.000 thôi. Movento thuốc trị dẹp sáp 120.000 một lọ, trị dẹp sáp. Phân bón lá thì có cả cái đầu trâu 501. Đầu trâu lên 1 là nảy chồi ra lá 25.000, còn đầu trâu 7-1 là kích thích ra hoa là 25.000. B12 chống sốc cho hoa lan 25.000, Bencora xử lý giá thể cho cây 25.000. Di xanh ạ, Tiki di xanh 60.000 đồng một lọ, Tiki di đỏ dạng bôi 70.000 đồng một lọ. Tiếp theo nữa, Rooting Power, cái dòng này là dòng dùng để ươm ki này, bột ươm ki này, 230.000 một lọ. Rooting Power, cái sản phẩm này sản phẩm của Mỹ. Keo liền sẹo, keo da đen của Mỹ này 50.000 đồng một lọ. Humic Acid 322 50.000 đồng một lọ. Cái sản phẩm này kết hợp với Orgrohum và Super Thai, cái bộ ba sản phẩm này rất là hiệu quả này. Antonic thì có loại lọ là 80.000 loại lọ, còn có loại gói nữa, loại gói thì là 10.000 đồng một gói. Antonic kích thích tăng trưởng cho cây 10.000 đồng một gói. Tiếp theo sang bên đây thì có các loại super như là super maze này, super 99 này, super canxi này, super kali. Tổng hợp những dòng super này đồng giá là 30.000 đồng một lọ nhé. Có root 2 thì em chỉ còn có loại nhỏ nhỏ thôi, cái loại này là 8.000 đồng một lọ, 8.000 một lọ root 2. Olicid, chế phẩm Olicid phòng trừ nấm nhé, cái sản phẩm trừ nấm cho hoa lan này 40.000 đồng một lọ trừ nấm. Tiếp nữa đó chính là Terasort 4, siêu da rễ Terasort 4 25.000 đồng một lọ. Ngọc Linh rồi. Superhum là sản phẩm phát triển bộ rễ cho cây, loại này là 60.000 đồng một lọ nhé. Superhum. Còn Fit Emotion cũng 60.000. Đây là phân đạm cá này, Fit Emotion là 60.000. Dưỡng chất AB nhé, dưỡng chất AB 90.000 đồng một tuýp. Tiếp theo là Kiki Pro của Mỹ. Sản phẩm này là sản phẩm chính hãng và nói chung là cái này là khá đắt tiền nhé. Lọ này 15ml 430.000. Chế phẩm da hoa cây cảnh Ngọc Linh, Kiki Ngọc Linh A1 VIP này 100.000. Kinkin Bun ạ, sản phẩm trị thối nhũn Kinkin Bun 30.000 một gói. An Chăn Côn, bảo vệ cây tác động của bên ngoài này 40.000. Ridomin Gold, đặc trị thối nhũn cũng như là thán thư cho cây 50.000. Tiếp nữa có cái Fenona dạng gói này, Fenona có cả lọ cả gói này, loại gói này 15.000 đồng một gói, 15.000 đồng một gói Fenona diệt kiến rán các loại côn trùng. Ngoài ra có thể diệt kiến lấy cái loại 5.000 này, cái gói diệt kiến này là 5.000 một gói này. Siêu lân xanh 10.000 đồng một gói. Siêu lân đỏ cộng với kali 10.000. Siêu lân đỏ cộng kali là 10.000. Và có cả siêu lân đỏ không, siêu lân đỏ không cũng là 10.000 nhé. Siêu lân đỏ này cũng là 10.000. Stanner ạ, đặc trị vi khuẩn cho cây 20.000 đồng một gói. Siêu kali 15.000 đồng một gói, siêu kali. Tiếp theo là Bioroot 60.000 một lọ. Nấm Chico để ma nhé, của anh Nguyễn Quốc Tư này 130.000 một lọ. Phân bón lá Pseudomonas 140.000 đồng một lọ. Tiếp theo là vị chuối, cái bộ ba sản phẩm này được kết hợp với nhau này 40.000 đồng một chai 1 lít. Kẹp cho lan, kẹp hoa, kẹp lan, loại này thì em bán là 5.000 đồng một cái. Có mát san này bao tiền gói nhỉ? Mát san, cái này chưa có giá. Cái này chắc cũng rẻ thôi. Viên sủi thối nhũn 10.000 đồng một gói. Phi san thối nhũn 10.000 đồng một gói. Thẻ ghi tên cho lan 40.000 một túi, các bác có thể lấy nửa túi cũng được. Phân chuồn quế ạ, một gói phân chuồn quế là 30.000 một kg. Tiếp theo là phân viên nén kali. Viên nén kali 60.000 một túi 1 kg. Tiếp theo là viên nén Ben 01 của Hùng Nguyễn. Để cái sản phẩm này sử dụng khá là nhiều này. Một hộp này cũng là 60.000 một kg. Ngoài ra thì có cả rêu sâu. Rêu này thì nó giữ nước hơn là so với rêu rừng nhưng nó đắt hơn một tí.
Một túi này là 40.000, 40.000 một túi rêu sâu. Các bác để giải ở trên bề mặt đấy ạ. Đấy, rêu sâu là 40.000. Phân dê là 30.000 một túi 1 kg đấy ạ. Phân dê đã qua xử lý nấm Trichoderma sạch sẽ. Túi lưới đựng phân dê đấy ạ. Túi này về các bác đóng vào được rất là nhiều, 20.000 một bó. Đây là túi lưới đựng phân dê. Còn đây là túi lưới lót chậu. Lót chậu này thì một bó là 20 cái là 20.000. Dây buộc lan thì em có cái loại size nhỏ là 30.000 một bó. Một cuộn dây buộc lan. Đấy, dây là dây buộc lan này. Còn có loại cuộn to hơn như thế này là 50.000. Cuộn nguyên nhé, cuộn này em đang dùng dở nhưng sẽ gửi cuộn nguyên các bác là 50.000 cuộn to hơn. Phân Nhật ạ, phân tan chậm của Nhật. Hàng này thì em nhập theo bao, chỉ số 14, 13, 13 này. Sản phẩm này nhập theo bao, đóng theo túi nửa cân hoặc là một cân, các bác thích lấy số lượng bao nhiêu cũng được. 140.000 1 kg. Còn tiếp theo, đây là phân tan chậm của Mỹ ạ. 14 đều màu vàng, phân vàng Mỹ này, phân tan chậm cái này. Mỗi lần rắc các bác rắc số lượng ít thôi. Loại này là 150 1 kg. Mút ươm ki, cái này dùng để ươm những dòng như thân thòng, như phi điệp này. Mút ươm ki này sử khá là tốt này. Cái này giữ được độ ẩm cao. 10.000 một mút nhé, 10.000 một mút ươm ki. Đấy ạ. Bên đây là vỏ thông ạ. Vỏ thông thì nhà em sử dụng cái dòng vỏ thông mài, vỏ thông xay. Hàng sử dụng về các bác chỉ việc là ngâm qua nước vôi trong một ngày và sử dụng rất là sạch sẽ. Đây là loại vỏ thông xay nhỏ này, vỏ thông 1-2, đồng giá hết là 20.000 một cân nhá. Cái này là em cân mà 1 cân 1 này, 20.000 một cân. Còn loại này là loại 3, tầm 3-4, thì loại này là vỏ thông to hơn, cũng 20.000. Có loại xay to và loại xay nhỏ. Trên đây là rêu rừng. Rêu rừng thì cái loại này là một túi này là 30.000, một túi này là 30.000. Còn các bác lấy hai túi thì em tính là 50.000. Lấy một túi là 30, lấy hai túi là 50. Đây là rêu rừng. Tiếp theo là sơ dừa xay. Sơ dừa xay một túi này là 15.000 một túi. Sơ dừa xay vụn. Từ rất là nhiều những quả sơ dừa và xay vụn này nó được nhiều lắm ạ. 15.000 một túi. Tiếp nữa, đó chính là lưới ạ. Lưới nhà em có cả lưới. Đây là lưới Đài Loan. Lưới Đài Loan thì có cả lưới, dòng lưới xanh này. Và phía bên kia là dòng lưới đen. Loại này em bán là 18.000 một mét vuông nhé. 18.000 đồng một mét vuông đối với lưới Đài Loan. Các dòng khác như là khay nhựa này, các dòng chậu và gáo dừa, bên em vẫn bán đầy đủ cả. Gáo dừa hình hoa văn là 22.000 một chiếc, loại không hoa văn là 15.000 đồng một chiếc. Gáo dừa trồng đầy đủ các dòng, khá là cũng khá tiện ích. Để các dòng phân bón, các dòng chậu nhà em bán số lượng rất là nhiều, cả chậu gốm sứ, chậu nhựa, các dòng vỏ thông, vật tư dành cho hoa lan.